Cô thân chào các em. Trước khi sang bài mới, chúng ta cùng nhau ôn lại kiến thức của bài 7, bài áp suất. Câu 1. Áp lực là gì? Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào? Các em đã biết, áp lực không phải là lực kéo, không phải là lực đẩy, mà áp lực là cái lực ép, có phương vuông góc với mặt bị ép. Tác dụng của áp lực phụ thuộc vào hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất, đó là độ lớn của áp lực. Yếu tố thứ hai, đó là diện tích bị ép. Nếu độ lớn của áp lực càng lớn hoặc diện tích bị ép càng nhỏ, thì tác dụng của áp lực gây ra là càng lớn. Nếu độ lớn của áp lực càng nhỏ hoặc diện tích bị ép càng lớn, thì tác dụng của áp lực gây ra càng nhỏ. Để đặc trưng cho tác dụng của áp lực lớn nhỏ hay gọi hai mạnh yếu thì người ta đưa ra một cái đại lượng, đó là áp suất. Ví dụ, thay vì nói tác dụng của áp lực càng lớn hoặc càng mạnh thì ta nói áp suất càng lớn. Tác dụng của áp lực càng nhỏ càng yếu thì người ta sẽ nói áp suất càng nhỏ. Sang câu 2. Nêu công thức tính áp suất, nói rõ tên và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức. Công thức tính áp suất P bằng F chia S. Trong đó, P là áp suất, đơn vị là Newton trên mét vuông hoặc Pascal. F là áp lực, đơn vị là Newton. S là diện tích mặt bị ép, đơn vị là mét vuông. Các em chú ý, trong khi làm bài tập tính áp suất của chất rắn, các em chú ý đơn vị của diện tích bị ép là mét vuông. Chúng ta phải chú ý đổi đơn vị ở phần này. Câu hỏi đặt ra ở bài 8. Tại sao khi lặn sâu, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn chịu được áp suất lớn? Để trả lời cho câu hỏi này, các em đi vào bài học ngày hôm nay. Tiết 11, bài 8, áp suất chất lỏng. Ta đã biết, khi đặt vật rắn lên trên mặt bàn, do có trọng lực nên vật rắn sẽ gây ra một cái áp lực tác dụng lên mặt bàn. Áp lực có điểm đặt, đặt vào nơi tiếp xúc giữa mặt bàn. Chính áp lực này nên vật rắn sẽ tác dụng lên mặt bàn một áp suất theo phương của trọng lực. Cụ thể trường hợp này, áp suất có phương thẳng. Hay nói cách khác, chất rắn chỉ gây áp suất theo một phương. Áp lực phương nào thì gây áp suất phương đó. Nếu ta đóng đinh vào trong tường, áp lực phương ngang thì sẽ gây áp suất theo phương ngang. Vậy đối với chất lỏng thì sao? Áp suất chất lỏng gây ra có giống như áp suất của chất rắn hay không? Chúng ta đi vào phần 15 mã, tìm hiểu sự tồn tại của áp suất trong lòng chất lỏng. Một nhỏ, thí nghiệm 1. Làm thí nghiệm theo hình 8.3. Dụng cụ thí nghiệm gồm có một bình hình trụ có đáy C và các lỗ A, B ở thành bình được bịt lại bằng màng cao su mỏng và có một cốc nước. Tiến hành thí nghiệm. Bước 1. Trước khi đổ nước, các em quan sát các màng cao su ở các vị trí A, B, C. Các em hãy nhận xét có hiện tượng gì xảy ra với các màng cao su đó hay không. Tiếp theo, bước 2, ta đổ một lượng nước vào trong bình trụ, rồi quan sát hiện tượng xảy ra đối với các màng cao su tại các vị trí A, B, C. Các em hãy theo dõi thí nghiệm ảo. Các em có thể theo dõi lại thí nghiệm. Đổ nước vào trong bình.
Sau khi quan sát thí nghiệm, các em hãy trả lời câu hỏi, vậy có hiện tượng gì xảy ra với màng cao su không? Trước khi đổ nước và sau khi đổ nước. Trước khi đổ nước, ta thấy không có hiện tượng gì xảy ra đối với các màng cao su tại các vị trí A và B. Sau khi đổ nước, thì ta thấy các màng cao su tại các vị trí A, B, C bị phồng lên, có nghĩa là bị biến dạng. Vậy các màng cao su bị biến dạng đó chứng tỏ điều gì? Các em đã biết, lực tác dụng lên vật có thể gây cho vật đó thay đổi vận tốc hoặc làm biến dạng vật. Vậy ở đây, các màng cao su bị biến dạng chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ là có áp lực tác dụng lên các vị trí A, B, C. Hay nói cách khác, chứng tỏ chất lỏng đã gây ra áp suất lên các vị trí A, B, C. Và vị trí C nằm ở đáy bình, vị trí A, B nằm ở thành bình. Nên chất lỏng đã gây áp suất lên đáy bình và lên thành bình. Vậy trong lòng chất lỏng có áp suất tác dụng hay không? Thí nghiệm 2, dụng cụ thí nghiệm gồm có một bình trụ, có thể là thủy tinh hoặc nhựa, một cái đĩa D tách rời khỏi đáy ống. Muốn đĩa D đậy kín đáy ống, ta phải dùng tay kéo cái sợi dây buộc cái đĩa D. Nói tóm lại, ở ngoài không khí, ta phải dùng một lực kéo hướng lên trên thì đĩa D mới đậy kín cái đáy ống. Và một chậu nhựa trong để dễ quan sát, hoặc có thể bằng thủy tinh, bên trong đựng nước. Tiến hành thí nghiệm như sau. Nhúng bình hình trụ vào sâu trong nước, rồi buông tay, không giữ cái sợi dây nữa, không kéo cái sợi dây nữa. Quay bình theo các phương khác nhau, ở các độ nông sâu khác nhau. Các em hãy quan sát đĩa D trong cái quá trình làm thí nghiệm. Các em hãy dự đoán hiện tượng xảy ra. Nếu cho cái bình hình trụ này vào trong nước, rồi buông tay, không giữ sợi dây nữa, liệu cái đĩa D nó có rời ra khỏi đáy ống như là ở ngoài không khí hay không? Các em hãy quan sát thí nghiệm ảo. Mặc dù ta đặt cái đáy ống ở các độ nông sâu khác nhau, quay theo các phương khác nhau và không hề giữ sợi dây, ta thấy đĩa D không rơi ra. Vậy chứng tỏ điều gì? Các em thấy đĩa D không rơi ra chứng tỏ là trong lòng chất lỏng có áp suất tác dụng. Hay nói cách khác, chất lỏng gây ra áp suất lên mọi điểm ở trong lòng chất lỏng. Do ta quay cái đáy D theo nhiều phương khác nhau, ở các độ nông sâu khác nhau, nhưng không hề rơi ra. Vậy, sang phần kết luận, các em hãy điền từ thích hợp vào các ô trống. Qua thí nghiệm 1, và thí nghiệm 2, các em thấy chất lỏng đã gây áp suất theo mọi phương lên đáy bình, lên thành bình và các vật ở trong lòng chất lỏng. Đây chính là kết luận về áp suất của chất lỏng. Các em thấy rõ ràng chất lỏng gây ra áp suất khác với áp suất của chất rắn. Chất rắn chỉ gây ra áp suất theo một phương, còn chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương. 25 mã công thức tính áp suất chất lỏng. Để xây dựng công thức tính áp suất chất lỏng, ta đi vào ví dụ sau đây. Giả sử có một khối chất lỏng hình trụ
có diện tích đáy là S, có chiều cao cột chất lỏng là H. Dựa vào công thức vật lý của lớp 6 và lớp 8, đồng thời dựa vào công thức của toán học, ta đi xây dựng công thức tính áp suất chất lỏng. Thứ nhất, trọng lượng P bằng D nhân V. Ở bài học trước, cô đã giới thiệu P bằng 10 lần M, có nghĩa là trọng lượng P gấp 10 lần khối lượng. Nhưng ở lớp 6, các em còn học công thức trọng lượng P bằng D nhân V, có nghĩa là bằng trọng lượng riêng nhân với thể tích. Thể tích V là thể tích của một vật hình trụ hoặc hình hộp đều tính bằng công thức V bằng diện tích đáy S nhân chiều cao H. Áp suất mình vừa học của bài hôm trước đó là P bằng F chia S. Các em đã biết, khi đặt vật lên mặt phẳng nằm ngang, thì áp lực tác dụng lên phần đáy chính bằng trọng lượng của vật đó. Trong bình này, kể cả chứa vật rắn hay chứa chất lỏng, thì áp lực của vật tác dụng lên phần đáy đều bằng trọng lượng của vật. Ở đây, áp lực F sẽ bằng trọng lượng của khối chất lỏng bên trong bình. F bằng P. Mà P lại bằng D nhân V. Vậy, áp lực F sẽ bằng D nhân V. V lại bằng diện tích đáy S nhân chiều cao H. Vậy, ta có F bằng D nhân S nhân H. Áp dụng công thức của bài 7, ta tính áp suất của khối chất lỏng tác dụng lên đáy bình bằng công thức áp suất P bằng áp lực F chia cho diện tích đáy là S. Thay vào, ta có F chia cho S bằng D nhân S nhân độ cao H chia cho diện tích đáy S. Ta nhận thấy cả tử và mẫu số đều có S, cho nên ta giảm ước đi. Vậy áp suất P bằng D nhân H. Ta đã chứng minh được áp suất chất lỏng tính theo công thức P bằng D nhân H. Ta đã chứng minh được công thức tính áp suất chất lỏng P bằng D nhân H. Vậy tên gọi và đơn vị của các đại lượng trong công thức như sau. D là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị là Newton trên mét khối. H là độ sâu được tính từ điểm tính áp suất đến mặt thoáng chất lỏng, đơn vị là mét. P là áp suất chất lỏng gây ra tại một điểm trong lòng chất lỏng. Cũng giống như bài 7, đơn vị của áp suất là Pascal hoặc Newton trên mét vuông. Các em đã biết, chất lỏng gây ra áp suất tại mọi điểm trong lòng chất lỏng. Vậy nhìn vào hình vẽ, hãy tính áp suất tại điểm A, điểm B, điểm C thì ta phải áp dụng công thức P bằng D nhân H. Nhưng chú ý cho cô, áp suất tại điểm A thì ta viết trong công thức phải là HA. HA được tính từ đâu? HA là độ sâu của điểm A, chính là khoảng cách từ điểm A lên mặt thoáng trên cùng của chất lỏng. Tương tự vậy, áp suất tại điểm B bằng D nhân HB. Với hiểu HB là khoảng cách từ điểm B lên mặt thoáng trên cùng. Cũng như thế, ta đi tính áp suất tại điểm C cũng bằng D nhân HC. Chú ý cho cô, HC không phải là khoảng cách từ điểm C đến đáy, mà là khoảng cách từ điểm C
lên mặt thoáng trên cùng. Nhìn vào công thức, ta thấy áp suất chất lỏng chỉ phụ thuộc vào hai đại lượng, đó là trọng lượng riêng của chất lỏng và độ sâu của điểm tính áp suất. Nó khác hoàn toàn với áp suất chất rắn. Áp suất chất rắn nó phụ thuộc vào độ lớn của áp lực và diện tích bị ép. Áp suất chất lỏng không phụ thuộc vào lượng nước nhiều hay ít. Các em chú ý để làm bài tập. Cô nhắc lại, không phụ thuộc vào lượng nước nhiều hay ít, có nghĩa là không phụ thuộc vào độ lớn của áp lực. Và cũng không phụ thuộc vào diện tích đáy của bình, lớn hay nhỏ, mà nó chỉ phụ thuộc vào độ nông sâu của điểm cần tính áp suất và trọng lượng riêng của chất lỏng. Từ công thức tính áp suất chất lỏng, ta có thể tính được độ sâu H bằng P chia D, lấy áp suất chia cho trọng lượng riêng, hoặc đi tính trọng lượng riêng D bằng P chia H. Dựa vào công thức tính áp suất chất lỏng, các em hãy so sánh áp suất tại A, B và C. Quan sát hình vẽ, các em thấy điểm A và điểm B nằm ở vị trí đặc biệt, đó là hai điểm cùng nằm trên một mặt phẳng nằm ngang, có nghĩa là độ sâu bằng nhau, HA bằng HB. Hai điểm này lại cùng nằm trong một chất lỏng, có nghĩa là trọng lượng riêng D như nhau. Từ đó ta suy ra áp suất tại điểm A bằng áp suất tại điểm B. Ta có chú ý thứ nhất, trong cùng một chất lỏng đứng yên, những điểm ở cùng một độ sâu, cùng H thì áp suất bằng nhau. Quan sát trên hình vẽ, ta nhận thấy điểm C nằm sâu hơn điểm A, có nghĩa là HC lớn hơn HA. Vậy so sánh áp suất tại C và A, ta thấy ngay áp suất tại C lớn hơn áp suất tại A do H lớn hơn. Vậy chú ý thứ hai đó là càng xuống sâu, H càng lớn thì áp suất tăng. 35 mã vận dụng. C6. Tại sao khi lặn sâu, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn chịu được áp suất lớn? Các em đã biết, càng xuống sâu thì áp suất càng lớn. Vì vậy, khi lặn xuống biển, người thợ lặn phải mặc bộ áo lặn rất nặng nề, chịu được áp suất lên tới hàng nghìn pascal. Vì khi đó, áp suất của nước rất lớn, có thể gây tức ngực, khó thở. Nếu không mặc áo lặn thì sẽ không thể chịu được áp suất này. Một trong những tai nạn người thợ lặn thường gặp là khi trồi từ biển sâu lên mặt nước trong một khoảng thời gian ngắn, họ có thể bị tắc nghẽn mạch máu gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng. Do đó, họ phải mặc bộ áo lặn chịu áp suất lớn. C7. Một thùng cao 1,2 mét đựng đầy nước. Khi các em làm bài tập, phải chú ý thùng có đựng đầy nước hay là đựng ít nước. Hay nói cách khác, các em phải chú ý đến độ cao cột chất lỏng trong bình. Hãy tính áp suất của nước lên đáy thùng và lên một điểm cách đáy thùng 0,4 mét. Cho biết trọng lượng riêng của nước là 10.000 newton trên mét khối. Trước tiên chúng ta cũng ghi tóm tắt. Vậy, bài yêu cầu tính áp suất của nước lên đáy thùng. Vậy khoảng cách từ đáy thùng lên mặt thoáng trên cùng, ta đặt là H1 sẽ bằng 1,2 mét. Áp suất của nước lên một điểm cách đáy thùng 0,4 mét. Vậy 0,4 mét có phải là độ sâu của điểm đó hay không?
em thấy. 0,4 mét là khoảng cách từ điểm đó xuống đáy. Trong công thức cô đã chú ý các em rồi, h là độ sâu được tính từ điểm đó lên mặt thoáng trên cùng. Vì vậy, h2 ta phải lấy 1/2 trừ khoảng cách phía dưới là 0,4. Vậy h2 sẽ bằng 0,8 mét. Trọng lượng riêng của nước ký hiệu D bằng 10.000 newton trên mét khối. Hãy tìm áp suất tại hai điểm. Các em hãy áp dụng công thức P bằng D nhân H. Với chú ý H. Vậy ta có P1 bằng D nhân H1. 10.000 nhân 1,2 bằng 12.000 Pascal. Tương tự, cũng áp dụng công thức P bằng D nhân H. Ta lấy P2 sẽ bằng D nhân H2 bằng 10.000 nhân 0,8 bằng 8.000 Pascal. Hoặc các em có thể ghi là 12.000 Pascal hoặc 12.000 Newton trên mét vuông. Tương tự vậy, 8.000 Pascal các em có thể ghi là 8.000 Newton trên mét vuông. Để hiểu rõ hơn về áp suất chất lỏng, các em làm thêm bài 3. Một tàu ngầm lặn xuống biển, đồng hồ đo áp suất gắn ngoài vỏ tàu ngầm lúc đầu chỉ 824.000 Pascal, một lúc sau chỉ 103.000 Pascal. Biết trọng lượng riêng của nước biển là 10.300 Newton trên mét khối. Câu A. Tàu nổi lên hay lặn xuống? Giải thích. Câu B. Tính độ sâu tàu ngầm đạt được lúc đầu. Câu C. So sánh hai thời điểm trên thì tàu ngầm đã lặn sâu hay nổi lên thêm bao nhiêu mét? Trước hết, các em cũng phải ghi tóm tắt đầu bài. Áp suất lúc đầu, ta ghi P1 bằng 824.000 Pascal. Áp suất lúc sau, ta ghi P2 103.000 Pascal. Chú ý, trọng lượng riêng của nước biển là 10.300 Newton trên mét khối, còn trọng lượng riêng của nước bình thường là 10.000 Newton trên mét khối. Câu hỏi hỏi về độ sâu h. Vậy để trả lời câu hỏi A là tàu nổi lên hay lặn xuống, có nghĩa là ta phải dựa vào độ sâu của tàu. Muốn biết được độ sâu lớn nhỏ thì ta phải dựa vào áp suất lớn nhỏ. Ta thấy áp suất lúc đầu lớn hơn áp suất lúc sau. Hay nói cách khác, áp suất lúc sau nhỏ hơn áp suất lúc đầu. 103.000 Pascal nhỏ hơn 824.000 Pascal. Đây là ở cùng một chất lỏng, cho nên là D như nhau. Vậy nếu áp suất mà nhỏ thì tương ứng độ sâu sẽ nhỏ. Vậy độ sâu lúc sau nhỏ hơn độ sâu lúc đầu. H2 sẽ nhỏ hơn H1. Vì vậy, dựa vào độ sâu, ta biết tàu đã nổi lên. Câu B. Đi tính độ sâu tàu ngầm đạt được lúc đầu. Từ công thức P bằng D nhân H, chúng ta suy ra H sẽ bằng P chia D. Vậy H1 sẽ tương ứng với P1 chia cho D. Lấy 824.000 chia cho 10.300 bằng 80 mét. Đến câu C. So sánh hai thời điểm trên thì tàu ngầm đã lặn sâu hay nổi lên thêm bao nhiêu mét? Để trả lời câu hỏi C, các em phải dựa vào câu A. Từ câu A, ta đã biết tàu nổi lên. Vậy câu C, đi tìm xem tàu nổi lên thêm bao nhiêu mét. Ta cũng phải dựa vào câu B, là độ sâu tàu ngầm đạt được lúc đầu là 80 mét. Ta sẽ đi tìm độ sâu tàu ngầm đạt được lúc sau. Bằng cách
dựa vào công thức H2 bằng P2 chia D. Lấy 103.000 chia cho 10.300 bằng 10 mét. Vậy tàu nổi lên một khoảng, lấy H1 trừ H2, 80 trừ 10 bằng 70 mét. Hoặc các em cũng có thể làm theo cách 2, là sử dụng công thức H bằng P chia D. Và P ở đây ta đi tìm độ chênh lệch áp suất tại hai cái thời điểm. Lấy 824.000 trừ đi 103.000 rồi chia cho 10.300, cũng ra đáp số là 70 mét. Các em đã biết áp dụng công thức tính áp suất chất lỏng để làm bài tập định lượng. Bây giờ các em hãy dựa vào kiến thức về áp suất chất lỏng để giải thích hiện tượng thực tế. Dưới ao hồ, sông biển có vô số loài vật đang sinh sống. Hãy kể tên một số biện pháp đánh bắt cá mà em biết. Nhất, đó là câu cá. Thứ hai là cất vó hoặc chài lưới. Và có thể dùng mìn nổ. Vậy trong các cách làm đó, cách nào không phù hợp? Vì sao? Chắc chắn đó là cách dùng mìn nổ. Tại sao vậy? Hãy dựa vào kiến thức về áp suất chất lỏng, ta đi giải thích. Khi ngư dân cho nổ mìn dưới sông, biển sẽ gây một áp suất rất lớn. Áp suất này truyền theo mọi phương, gây tác động mạnh trong một vùng rộng lớn. Dưới tác động của áp suất này, hầu hết các sinh vật trong vùng đó đều bị chết. Việc đánh bắt cá bằng chất nổ có tác hại, hủy diệt sinh vật dưới sông biển, ô nhiễm môi trường sinh thái, có thể gây chết người nếu không cẩn thận. Vì vậy, ta có biện pháp tuyên truyền để ngư dân không sử dụng chất nổ để đánh bắt cá và nghiêm cấm hành vi đánh bắt cá bằng chất nổ. Bây giờ cô ôn lại kiến thức bài học ngày hôm nay. Hôm nay chúng ta học về áp suất chất lỏng. Về đặc điểm của áp suất chất lỏng là chất lỏng gây áp suất lên đáy bình, lên thành bình, và chất lỏng gây áp suất vào mọi điểm trong lòng chất lỏng. Và nhớ, chất lỏng gây áp suất theo mọi phương, nó khác với áp suất của chất rắn. Công thức tính áp suất chất lỏng, P bằng D nhân H, trong đó D là trọng lượng riêng của chất lỏng, đơn vị là Newton trên mét khối. H là chiều cao cột chất lỏng, đơn vị là mét. P là áp suất ở đáy cột chất lỏng, đơn vị là Pascal hoặc Newton trên mét vuông. Cô hướng dẫn các em học ở nhà. Thứ nhất, chép bài, học bài, làm bài tập trong file Word. Và làm tiếp các bài tập 8.1 đến 8.4, 8.7 đến 8.9 và 8.16 trong sách bài tập. Chuẩn bị bài cho tuần 12, đó là bài Bình thông nhau, máy thủy lực. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Tạm biệt các em.